mặc dù không có điều kiện tự nhiên thuận lợi như các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông cửu long tuy nhiên tận dụng địa thế gần sông suối nhiều năm qua tỉnh bình phước cũng đã triển khai nhiều mô hình nuôi cá ao ở những khu vực đất trũng bên cạnh việc nuôi cá phục vụ nhu cầu trong gia đình nhiều nông hộ ở bình phước đang dần chuyển đổi sang nuôi cá thương phẩm với các loại cá đặc sản có giá trị kinh tế cao như cá lăng nha cá rô đồng và mới đây là cá sặc rằng cá sặc rằng có thịt săn chắc thơm béo ngọt là một trong những món ăn đặc sản phổ biến nhất là phơi khô làm quà biếu cá sặc rằng thích hợp ở vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm lượng mưa hàng năm nhiều có hàm lượng chất hữu cơ cao lượng oxy hòa tan và độ pH thấp cá sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C và pH nước trung tính với những đặc tính sinh trưởng như trên có thể thấy Bình Phước cũng có nhiều điều kiện tự nhiên phù hợp để nuôi cá sặc rằng thực tế tại xã Tân Hiệp huyện Hớn Quảng sau 3 tháng chuyển giao mô hình nuôi cá sặc rằng bán thâm canh cho thấy cá có sự phát triển khá tốt trọng lượng tăng đều và ít bệnh tật nói đúng ra là tôi tuân thủ theo cái kỹ thuật của anh em bên phía nông thì nó đúng là cho ăn có giờ giấc cái là buổi sáng buổi chiều Nhưng trong cái tuân thủ của tôi đó thì nông dân đó thì có ai tích cực là mình đào mối cho nó ăn rồi mình làm thêm bèo để cho nó ăn là cũng như nó ăn trưa đó cái giác trưa mà con nó ăn yếu thì nó được ăn mối thì nó cũng sẽ thành cái con cá mạnh con cá mạnh thì nó háo ăn thức ăn mà con con mối đó thì con cá nhỏ nó, nó, nó dễ ăn thì cái, cái ý nó là vậy thì nó được thành công như hôm nay thì nói chung là cũng không có gì phải khó lắm Với diện tích hơn 1.000 mét vuông mặt nước, hộ gia đình ông Dũng đã thả hơn 12.000 con giống cá sặc rằn. Vì đây là lần đầu tiên thử nghiệm nuôi loài cá đặc sản này, nên gia đình ông dành nhiều thời gian theo dõi đặc tính sinh trưởng và phát triển của cá. Theo ông, thời gian đầu để cá phát triển tốt cần cho ăn từ 3 đến 5 lần trong ngày. Khi cá đã phát triển ổn định, cần cho cá ăn hai bữa chính trong ngày. Thức ăn chính của cá là các loại cám mịn trộn bột cá hoặc có thể dùng các loại cám viên tổng hợp. Giấc trưa có thể bổ sung thêm những loại thức ăn tự nhiên cho cá như tổ mối, trứng kiến. Theo ông Dũng, để tránh cá bị nắng nóng, cần thả thêm các loại bèo trong ao nuôi để hạ thấp nhiệt độ, đồng thời tăng thêm nguồn thức ăn tự nhiên, vì cá sặc rằng rất thích rỉa phần rễ non của bèo lục bình. Ngoài ra, ông còn thả các nhánh cây khô xuống ao để tạo lớp rong rêu cho cá ăn, cũng như làm ổ đẻ tự nhiên cho cá. Sau 3 tháng nuôi thử nghiệm, ông cho biết trọng lượng bình quân mỗi con đạt trên 50 gram. Đây là mức tăng trưởng được các nhà khoa học đánh giá khá tốt, cho thấy con cá sạch rằng có thể thích ứng được với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của Bình Phước. Con cá sạch rằng này thì đối với địa phương là nó cũng mới. Mình thử là vấn đề mình mua với mô hình để mà học hỏi với nhau. Còn vấn đề mà ra cái thị trường để tiêu thụ thì đây là cái thương phẩm nó mới. Mà nó là cái giống cá là cao sản. Hiện nay địa phương là chưa có cái mối tiêu thụ. Cá sặc rằng là loại thực phẩm được người tiêu dùng khá ưa chuộng. Tuy nhiên ngay tại Bình Phước, mô hình nuôi cá sặc rằng còn khá mới lạ nên chưa hình thành được thị trường tiêu thụ rộng rãi. Hiện nay, cá sặc rằng được người tiêu dùng biết đến dưới hình thức phơi sấy khô bán với mức giá khá cao, từ 150 đến 170.000 đồng một ký. Giá cá tươi ước chừng từ 40 đến 60 ngàn đồng một ký nhưng rất hiếm thấy bán ở các chợ. Đây cũng là điểm khó khăn trước mắt đối với các hộ nuôi cá sạch rằng. Trước thực tế trên, chính quyền địa phương cũng như Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư tỉnh đang có kế hoạch thăm dò thị trường tìm đầu ra cho sản phẩm. Trong khi đó, các hộ nuôi cũng đang lo lắng tìm đầu mối tiêu thụ sản phẩm. Không mà nuôi như vậy đó, thì đúng là phải có hơi đại trà tí để rồi ví dụ cái khâu mà cô quát người ta đến người ta mua đó nó có cái sản phẩm ví dụ bây giờ tôi nói như tôi giờ nó ít thôi mà đến ví dụ giờ đôi 300 trăm thì thôi thành phố người ta đến người ta mua thì cái này chắc khó vì người ta đi xe mà năm mười tấn làm sao người ta mua được của mình thì cái khâu tiêu thụ này đúng là bà con nông dân thì mình cũng có hơi ngại thật chắc là cũng hơi ngại cái đó để vậy đó theo mong muốn là ví dụ vậy là có được cái môi trường mà 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 mà, mà nuôi nhược nhiều ví dụ là anh em được nhiều người nuôi thì là mình thu nhận được là nhiều thì thương lái tới đông và mình dễ thu và dễ bán và bà con lại là vui chứ sắp tới đây tôi về trong ban thương vụ hồi, nông dân của xã thì sẽ gặp trực tiếp về trung tâm bảo trợ xã hội tân hiệp bởi vì trong đó người ta cũng đang là, cũng đang nuôi cả cái thức ăn này nhưng mà cửa thứ hai là người ta còn chế biến cái, 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 cái loài cá này thì để để hỗ trợ cho cho, cho nông dân trong xã sắp tới tuy mới là những thử nghiệm ban đầu song thực tế cho thấy mô hình nuôi cá sạch rằng bán thâm canh ở tỉnh bình phước bước đầu đã mang lại thành công vấn đề còn lại là đầu ra cho sản phẩm đây là vấn đề không khó bởi con cá sạch rằng vốn đã được người tiêu dùng biết đến việc hình thành thói quen tiêu thụ sản phẩm trên thị trường bình phước sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho các hộ gia đình nuôi cá sạch rằng thương phẩm